Chào mọi người, làm bánh bò từ cơm nguội có bao giờ bạn đã nghe đến chưa nào? Chỉ cần kết hợp thêm một vài nguyên liệu đơn giản cùng với vài bước chế biến là đã có thể biến tấu cơm nguội thành một món bánh bò thơm ngon. Hôm nay Hiếu sẽ chia sẻ đến các bạn cách làm món bánh bò độc đáo này nhé. Hãy cùng Hiếu vào bếp để trổ tài nào. Nguyên liệu mình sẽ để trên màn hình cho mọi người dễ theo dõi. Đầu tiên ta cho 5g đường vào 20ml nước ấm khuấy đều. Sau đó ta cho 2g men làm bánh mì vào hòa tan. Sau đó mình sẽ đậy kín để yên trong vòng 5 đến 10 phút. Sau 5 đến 10 phút thì men của chúng ta có hiện tượng nổi gạch cua. Như vậy là đạt nha mọi người. Tiếp theo chúng ta sẽ đổ nước men vào trong 90g cơm nguội, trộn đều cho đến khi nào hỗn hợp hòa quyện, sau đó đậy kín đem đi ủ trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Sau 1 tiếng ủ thì chúng ta bỏ phần cơm nguội đã ủ vào trong máy xay cùng với 180g bột gạo. Sau đó chúng ta sẽ đổ từ từ thêm 120-150ml nước dừa tươi và xay nhuyễn. Chúng ta xay đến khi nào hỗn hợp sánh miệng, sau đó lọc hỗn hợp bột qua rây. Mục đích mà chúng ta lọc hỗn hợp bột qua rây là để làm cho hỗn hợp được mịn màng hơn và tránh lợn cợn cũng như là bị bón cục. Bọc kín tô và ủ 45 phút. Trong thời gian đổ bột thì chúng ta đi nấu 40ml nước cốt dừa với 70g đường cho đến khi nào mà đường tan đều. Không nấu sôi, chỉ nấu cho đường tan đều. Đây là hỗn hợp bột sau khi ủ 45 phút, bột đã nở to đều gấp đôi. Tiếp theo chúng ta đổ hỗn hợp nước cốt dừa vào trong âu bột đã ủ và trộn đều cho đến khi nào hỗn hợp hòa quyện lại với nhau. Sau đó chúng ta sẽ bọc kín và đem đi ủ trong vòng 30 phút. Sau khi ủ chúng ta sẽ trộn đều lại một lần nữa cho hỗn hợp mịn. Chúng ta làm nóng trước khuôn và nồi hấp. Khi khuôn đã nóng thì chúng ta đổ bột vào khuôn. Sau khi đổ đầy khuôn thì chúng ta dùng một cái khăn bọc quanh nắp nồi và đậy kín nắp nồi, hấp trên lửa cao trong vòng 15 đến 20 phút. Sau 25 phút thì bánh của chúng ta đã chín, bánh nở bung lên phồng to rất là đẹp. Mình dùng khăn che nắp nồi là để cho hơi nước không bị nhỏ xuống mặt bánh, giúp bánh được mịn và nở phồng đẹp hơn. Nếu mọi người không có khuôn nhựa thì chúng ta có thể dùng những cái chén mà nhỏ nhỏ chúng ta hay ăn hàng ngày để đổ bột. Phần bánh hấp chín thơm lừng, bánh chín trông rất là đẹp mắt. Khi ăn thì phần ngoài vỏ bánh dai dẻo, phần bên trong mềm xốp, rất là tuyệt vời luôn. Làm theo công thức này cũng ngon, không khác gì ngoài tiệm. Chúc mọi người thành công!